Cưng quá, cưng quá. Bạn tên gì và đến từ đâu nào? Em tên là Lê Quỳnh Trâm, quê em ở Cà Mau. Trời cưng ơi, ơi. Đất mũi Cà Mau. Em 2K. Hả? Trời ơi. 2K, 2K. Vừa đủ 18, vừa đủ 18. Anh là ít tuổi ở đây nhất, nên là anh nghĩ là anh hợp em nhất á. Ba anh này thì ba anh này sẽ nói những cái chủ đề mà nó hơi hơi lớn một tí, hơi 18 cộng một tí. Ủa? Em thì đủ tuổi rồi nhưng mà anh nghĩ là mình nói chuyện với nhau chắc sẽ hợp nhất. Từ khi nào là cái tuổi tác nó lại trở thành cái rào không, cản? Em chỉ đưa bạn một cái lựa chọn cho bạn từ thôi. Từ lúc em mặc cái bộ đồ vest đó là cái tuổi tác trở nên rào cản liền á. Anh ngồi xuống. Bây giờ mình hãy nghe con tim mình mách bảo. Mình đến với chương trình Hẹn Nghe Đi ngày hôm nay là mục đích mình vì ai thì mình cứ đến với người đó. À, một, hai, ba. Anh Đăng Dũng. Hello, 반갑습니다. 제 이름은 김단비입니다. 저는 한국에서 왔고요. 25살입니다. 진짜 떡가모인 거예요. 김단나 단비, 장 Vietnam 1 năm rồi. Làm vì nói tiếng Việt 1 năm rưỡi thì chưa hiểu được. Nhưng mà Danbi muốn kết bạn Việt Nam nhiều nhiều lắm. Xin các bạn xem Danbi nhảy nha. Nó chút xíu thôi. Trời ơi, dễ thương, nó nói tiếng Việt giỏi quá. Xin chào. Xin chào chị. Xin chào anh Danbi. Xin chào anh. Anh là một người rất là thích giao lưu với các nền văn hóa và các đất nước khác nhau. Và anh thấy Hàn Quốc là một đất nước rất là tuyệt vời. Anh thì anh không thích xem phim Hàn nha, cũng không xem nhạc Hàn, nhưng anh rất là thích nói chuyện với những người ở các vùng đất khác nhau. Rồi, Dương Đăng Dũng. Bạn ơi, bạn nhảy dễ thương quá. Bạn ơi, bạn nhảy dễ thương quá. À, cảm ơn anh. Ờ, đó, thấy chưa? Không dịch đi, nói đi, anh không dịch cho. Cái bài vừa nãy là một bài hát mình rất là thích và bạn nhảy thì mình thấy là bạn rất là dễ thương. Và bạn đã nói là cái bài hát này bạn đã rất là thích và em nhảy rất là dễ thương. Dạ, biết rồi. Đại Nhân. Em có thấy là anh đứng lên nhảy với em không? Nhân có đứng Đại lên Nhân nhảy. Có đứng lên nhảy chung với em. À, nhớ. Biết cắm xong rồi. Biết tại sao không? Sao hả? Anh là fan của Twice. Ồ, thế hả? Em cũng vậy. Đó chính là lý do mà anh quay lại với em. À. Em sẽ chọn về với một trong bốn vị khách mời chúng ta. Là em chỉ được chọn một bạn thôi. Em sẽ chọn bạn nào nè? À, em chọn anh Dũng. Hay quá à. Chào bạn. Bạn tên gì nhỉ? Dạ hello mọi người, em tên là Vũ Lâm Thanh Trúc. Năm nay em 19 tuổi. Trời ơi. Trúc ơi, Trúc chơi Yo-Yo này lâu chưa? Dạ hiện tại em chơi được hiện tại tầm 6 năm rồi. À, vậy thì không cần phải nói gì đâu. Tại vì bạn đã thuộc về Sun Đăng Dũng. Em thích ăn món gì nhỉ? Em thích ăn là như mì gói. Em có thích ăn vặt không? Em thích. Nếu như mà đi chơi á, thì em thường thích là đi tụ tập bạn bè đông đông hay là đi một hai người thôi? Dạ, đi từ ba người trở lên. Là muốn nhiều đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn em. Bạn thích con trai Việt Nam ở điểm nào nhỉ? Con trai Việt Nam dễ con dễ thương thì em muốn kết bạn trai Việt Nam rất thích. Thích hơn con trai Hàn Quốc. Wow.
Vậy em đã đi được nhiều nơi ở Việt Nam chưa? Em đi được đến đâu rồi? Thật ra em làm thông dịch chút xíu, thì thỉnh thoảng đi Hà Nội hay là miền Trung. Thì em cũng thích đi du lịch nên đi nhiều nơi trong Việt Nam rồi. Chào bạn. Thường thường thì bạn chơi Yoyo ở đâu nhỉ? Hiện tại thì mình chơi Yoyo ở nhà báo Thanh Niên. Nếu như mà mình muốn học chơi cái đó thì có dễ không? Bạn có thể dạy cho mình không? Tại sao không? Vậy nếu như mà giữa đi chơi trò chơi đó cùng với bạn bè và đi chơi với mình thì bạn chọn nào? Tùy trường hợp. Thôi chọn mình đi. Ok. Cảm ơn bạn. Ta sẽ đến với quyết định của Sun Đăng Dũng. Xin mời các bạn. Nãy mình có hỏi thì Quỳnh Trâm với cả Danby thì rất là hợp sở thích của mình, đó là ăn uống và nhất là những món ăn vặt. Yoyo thì mình cũng rất là thích, nhưng mà chắc là một ngày đi chơi thì chắc là chưa có thể tập được. Nên là mình hai bạn đây này. Xin mời hai bạn. Ở vòng 3 này, phần trò chơi của đội Dương Đăng Dũng rất là đơn giản. Dương Đăng Dũng sẽ lần lượt có 30 giây để cùng nắm tay và trò chuyện với ứng viên của mình, để xem coi ứng viên nào là cái người mà mình có cảm giác gần gũi hơn, để mình có muốn có một buổi hẹn hò thoải mái hơn. Xin mời ba bạn bắt đầu. 30 giây xin phép bắt đầu. Không có nói chuyện á? Ồ, nói được hả? Không nói à? Mình cứ nắm tay thôi mà không nói gì được không? Nói cũng được em. Nói đi. Em đang muốn nắm tay bạn mà không nói gì cả. Hết giờ. Và tiếp theo 30 giây xin được phép bắt đầu. Cậu tên mà lại hơn bạn kia. Nhà anh đâu vậy? Đó rồi, chủ động luôn rồi. Chết rồi. Anh ở quận nhất, còn em? Em nói là em gần đây nè. Gần đây hả? Dạ. Em thường di chuyển bằng cái gì? Em đi bằng xe máy. Ủa nếu mà mình đi chơi em có đón anh được? Anh, em đón anh hả? Ừ, anh không có xe máy. Hết giờ. Bên đây là cả một câu chuyện dài anh nhờ. Bên đây thì nói không được mấy câu hết. Thì bây giờ Dũng phải cảm nhận bằng cả con tim mình để chọn lựa ra cho mình một bạn mà cảm thấy thích hợp nhất để cùng nhau một buổi trải nghiệm. Xin mời Dũng, cảm ơn hai bạn. Xin Đăng Dũng, em đã có sự quyết định của mình chưa? Thế thì xin mời hai bạn của Chương Đăng Dũng. Hồi nãy thì được nắm tay cả hai thì rất là vui tại vì hai bạn rất là xinh. Nhưng mà có điều là Jun thì là một người rất là ít nói và mình cũng hơi trầm trầm tính một tí. Nên là từ đấy thì mình đã có quyết định là mình sẽ chọn bạn Huỳnh Trâm. Tại vì nếu mà mình đi với bạn Danby thì chắc cả hai không nói gì quá. Xin chúc mừng bạn Trâm ạ.